người Việt đang lên ruột với những cuộc gọi con cấp cứu và tự đặt câu hỏi biết bao giờ thì thủ phạm mới bị bắt đây. Và tôi Đoàn Linh chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Có hàng chục phụ huynh tìm đến khu cấp cứu bệnh viện để hỏi thăm tình hình, đường dây nóng bệnh viện cũng phải cháy máy vì các cuộc gọi lừa đảo gọi là còn đi cấp cứu. Và có tất cả 16 cuộc điện thoại, 16 người đến bệnh viện hỏi thăm con mình có nằm cấp cứu ở đây hay không. Đó là những tình huống xảy ra ở các bệnh viện khi vừa qua các cuộc gọi lừa đảo con đi cấp cứu lan rộng khắp nơi. Và thời điểm này đang lan đến Đà Nẵng. Sáng 15 tháng 3, bà TMD, phụ huynh có con đang học tại một trường tiểu học ở huyện Hòa Vang, hớt ha hớt hải chạy đến khu cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng hỏi về tình hình sức khỏe của con trai mình. Để khi đến nơi, bà gặp rất nhiều người khác có con đang học cấp tiểu học, đang cấp cứu, chuẩn bị mổ. Tra trên máy tính không thấy có tên bệnh nhân, sau đó số máy gọi thông báo con đi cấp cứu tiếp tục gọi đến để đề nghị chuyển tiền. Lúc đó, bà đã suy nghĩ lại mới biết mình bị lừa và gọi điện cho cô giáo. Thay vì phải làm động tác đó đầu tiên, thì cô giáo nói rằng con của ba đang vẫn đang học ở trong lớp bình thường. Tôi đang chạy xe trên đường về, bà kể tiếp, thì có cuộc gọi tới, trong điện thoại chỉ thông báo con gặp nạn, lại có tiếng xe cấp cứu nên tôi phóng luôn xuống đây chứ không kịp về Mỹ. Trên đường xuống đây có thêm mấy cuộc gọi nhỡ, tôi tới bệnh viện mới nghe máy thì họ bảo chuyển tiền, nên mới rõ là lừa đảo. Hầu hết các kịch bản đều giống nhau như vậy, rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Là phụ huynh ở trường vùng quê xã Hòa Phong, và đây bảo cuộc gọi nó vanh vách tên con, trường lớp của con mà tên cũng chữa cô chủ nhiệm, mãi mãi để ý, không mãi mãi để ý. Hơn nữa cuộc gọi đầu chỉ thông báo chứ không nói đến chuyện chuyển tiền nong, nên bà mới bỏ việc chạy 30 cây số xuống bệnh viện mà không có nghi ngờ gì ở đây. Trong ngày 14 và 10 giờ sáng 15 tháng 3 tiếp tục có nhiều trường hợp phụ huynh chạy xuống bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện gia đình, bệnh viện Vinmed vì tin rằng con đang nằm ở cấp cứu ở đây. Và những ngày qua, nhiều trường tiểu học ở Đà Nẵng cũng náo loạn vì những cuộc gọi lừa đảo. Như tại trường tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, vào chiều 14 tháng 3, có tới 1/2 phụ huynh của một lớp 3 nhận được cuộc gọi câu con đang cấp cứu khiến phụ huynh một phen hết hồn. Cô Trần Thị Tường Vi, hiệu trưởng nhà trường, cho biết các đối tượng thông báo với phụ huynh con té ngã lầu, bị chấn thương sọ não, con đang chuyển vào bệnh viện, gia đình, bệnh viện Đà Nẵng vân vân. Và yêu cầu chuyển tiền gấp. Và chúng tôi đã thông báo đến các phụ huynh và tình hình trên để cảnh giác, nên chưa có trường hợp nào chuyển tiền. Cô Vi cho biết cuộc gọi con cấp cứu là một khái niệm được các nhà báo ở Tuổi Trẻ đặt tên cho một tình hình lừa đảo mới xuất hiện gần đây và có hiện tượng lan rộng, không có dấu hiệu vì là hạ nhiệt. Cuộc gọi con cấp cứu xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm nay. Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong chưa đầy 1 giờ, khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận nhiều cuộc gọi của phụ huynh hỏi thông tin con cấp cứu tại bệnh viện. Ví dụ như ngày 7 tháng 3, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay trong thời gian chưa đầy 1 giờ, từ 15 đến 16 giờ ngày 6 tháng 3, khoa cấp cứu bệnh viện đã nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ các phụ huynh của 3 em học sinh. Các phụ huynh này đều có con đang học tại các trường phổ thông quốc tế trên địa bàn thành phố và gọi điện đến để xác nhận thông tin có phải con cháu của họ đang điều trị tại khoa cấp cứu hay không. Thông tin về 3 trường hợp trên đều là lừa đảo giả mạo nhằm lừa gạt để gia đình các em chuyển tiền nhưng bất thành. Trường hợp đầu tiên liên quan đến cháu B, người nhà nhận được cuộc gọi thông báo cháu B bị té cầu thang và hiện đang nằm cấp cứu ở bệnh viện vì bị tụ máu não, cần mổ cấp cứu gấp. Người nhà này đã gọi ngay cho một bác sĩ người thân trong gia đình làm tại bệnh viện và sau đó mới biết đây là thông tin không có thật. Trường hợp 2 và 3 là hai anh em sinh đôi học cùng lớp ở một trường quốc tế tại quận Bình Thạnh. Sau khi biết không thể lừa được cha cháu, kẻ gian giả danh là nhân viên của nhà trường gọi điện cho mẹ, các cháu yêu cầu chuyển tiền gấp vì cháu đang mổ cấp cứu tại bệnh viện. Rất may người mẹ đã cảnh giác nên liên hệ bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện mới đây biết đây là một cuộc gọi lừa đảo.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh khi nhận được những cuộc gọi tương tự nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện thông qua các đường dây nóng để kiểm định tính chính xác của thông tin. Và không phải ai cũng đầy đủ sự tỉnh táo cũng như may mắn để thoát khỏi cái bẫy này. Nghe con mình bị tai nạn, nghe con mình đang cấp cứu thì làm sao bây giờ? Ai mà không nóng ruột sốt ruột và hành động ngay, chuyển tiền ngay. Trước đó hôm 3 tháng 3, một phụ huynh ở trường Việt Úc bị lừa chuyển khoản 70 triệu đồng bị đối tượng lừa đảo xưng là thầy giáo và con phụ huynh này bị chấn thương sọ não. Sáng 6 tháng 3, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết có thêm 5 phụ huynh tìm đến bệnh viện cũng với kịch bản con bị chấn thương sọ não và yêu cầu chuyển tiền. Trong đó có 2 phụ huynh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên. Một phụ huynh trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị lừa 100 triệu đồng vào sáng 6 tháng 3 sau khi nghe tin con bị chấn thương nguy kịch đang chuyển vào bệnh viện cấp cứu, yêu cầu chuyển khoản gấp. Trên báo Tuổi Trẻ có một diễn đàn về việc này và bạn đọc Nguyễn Hải đặt câu hỏi: làm sao các đối tượng lừa đảo này biết số điện thoại phụ huynh học sinh hay có người cung cấp thông tin cho những kẻ này? Đó cũng là thắc mắc chung của mọi người. Còn bạn đọc Hà thì cho rằng công an thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt điều tra thì sẽ bắt được ngay nhóm tổ chức lừa đảo này thôi. Truy vết từ tài khoản nhận tiền, từ số điện thoại. Xem đây là án điểm làm quyết liệt để răn đe nhóm người mất nhân tính này. Bắt được sự thật nặng để răn đe. Một người khác cho rằng để có số điện thoại của chúng, công an đề nghị nhà mạng cung cấp thông tin thuê bao dễ dàng tóm bọn chúng. Nếu đây là sim rác không thể truy ra chủ thuê bao, trước mắt nhà mạng phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Sau này bắt được kẻ lừa đảo, nhà mạng đòi họ trả lại. Một người khác cho hay, một người tên là Thanh Hiếu cho hay một tình trạng cũng rất hay, cần tham khảo. Trường tức là có thể đúng trong trường hợp bình thường, nhưng khi có sự cố xảy ra thì giúp phương cứu chữa. Trường cấm học sinh dùng điện thoại, giáo viên không nghe điện thoại trong giờ giảng dạy, hiệu trưởng thì không phụ huynh nào được biết số. Số điện thoại nhà trường nếu có thì trường bảo vệ hoặc cán bộ thư viện nghe, mà cũng hiếm dùng, ít ai biết. Vậy làm sao phụ huynh xác minh? Phần vì tâm lý nên rất khó tỉnh táo được. Hầu hết ai nghe tin người thân của mình bị như vậy đều lo lắng cực độ. Qua sự việc này, nhà trường cần tích cực tương tác với phụ huynh và có giải pháp trao đổi cấp bách, ví dụ như cung cấp cho phụ huynh số hotline của cán bộ y tế của trường để liên hệ khi cần. Một người khác nêu phụ huynh thiếu bình tĩnh quá, việc đầu tiên là liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, bạn bè chung quanh lớp kiểm tra có đúng như vậy không. Giờ lừa đảo đầy đường mà dễ tin người quá, bài học kinh nghiệm còn hơi nhiều tiền, chỉ mong bắt được để không còn ai bị lừa nữa. Và rất nhiều người thì có đề xuất chung như thế này: chuyển tiền vào tài khoản nào thì có thông tin của chủ tài khoản đó, nếu không truy tìm được thì trách nhiệm của ngân hàng ở đâu? Cho dù làm gì thì cũng phải chuyển qua tài khoản khác hay rút ra thì cũng truy tìm được. Đề nghị các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra vào cuộc. Trong lúc mọi người, tất cả mọi người và các bậc phụ huynh rút ruột vì việc bắt thủ phạm chậm quá, thì sự việc đã lan đến Đà Nẵng như tôi đã nêu trên, và ngày hôm nay thì lan đến Hà Nội luôn. Ngày 15 tháng 3, đại diện công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng màn gạch con cấp cứu chuyển tiền gấp. Một người bị lừa 200 triệu đồng, một người khác bị lừa 40 triệu đồng. Công an Nam Từ Liêm khuyến cáo khi nhận thông tin về người thân bị tai nạn phải cấp cứu, người dân cần bình tĩnh, liên hệ với cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp công an nhanh chóng điều tra xử lý. Và như chúng tôi đã nêu trên, cuộc gọi con cấp cứu là một hình thức lừa đảo mới đánh vào tâm lý yêu thương con và tâm lý phải
tạo mọi điều kiện để con được chữa trị nhanh nhất. Nó xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên. Sau đó, trong lúc các bậc phụ huynh và cộng đồng thắc mắc vì sao việc bắt thủ phạm chậm quá và đề xuất cả hình thức điều tra qua số SIM, số tài khoản, vân vân, thì sự việc lan tới Đà Nẵng và đến hôm nay thì lan tới Hà Nội và vẫn chưa có thông tin về thủ phạm gì cả. Tất cả mọi người đều sốt ruột về vấn đề này. Đề nghị cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và làm rõ. Xin cảm ơn rất nhiều.